Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Ante Channel. Và các bạn ơi, hôm nay là cái ngày nhận thưởng của anh em mình đây. Mọi người hãy cùng nhau vào nhận những cái phần thưởng rất là đặc biệt và thú vị này nha. Ok, ở đây thì chúng ta đang nhận 106.000 thức ăn nha các bạn. Wow, nhân 3 là lên 300 mấy rồi. Ôi ôi, càng này có bộ hơi ngon rồi nha. Wow, nhân 4 luôn các bạn ơi. Anh em không nhìn nhầm đâu, vậy là có 400 mấy à. Và đây là rồi, Orbit của Legend nè, tới công chuyện luôn. Đây sẽ là cái gì đây? Orbit, vẫn là Orbit của Legend Daisy. Lần này chắc là Orbit của mấy con cấp E nè các bạn. Đó, anh em nào mà chưa nhận thưởng thì các bạn hãy vào và nhận những cái phần thưởng vô cùng giá trị này nha. Rồi, sau khi mà nhận hết Orbit thì chúng ta sẽ nhận đến ống nghiệm ha. Ống nghiệm hay là Orbit của Joker. Đây là những cái phần thưởng rất là tuyệt vời, hỗ trợ cho đây chúng ta sẽ nâng cấp lên cho rồng ấy. Đó. À, đây là Orbit của mấy con thuộc dòng R nè. Nó đi từ trên xuống dưới nha cả nhà. Đó, nó đi không sót con nào luôn. Rồi, vẫn chưa hết luôn. Bây giờ là tới cấp C. Sau khi R qua cửa rồi là bây giờ đây chúng ta dạt xuống. Ui chà. Đó, còn cái này là nhận game nè mọi người. 5 viên nha. Và bây giờ thì đã bắt đầu ra được cái thành viên mới rồi các bạn ơi. Một cái nhân vật rất là đẳng cấp luôn. Không biết là anh em có bế cái thành viên này chưa. Wow, và đây là cái con Legend Daisy mới mà mình mới nở ra nè. Tên là Lee Sui. Oh yeah. Ôi ôi, con rồng là thứ hai. Wow. Con thứ ba. Oh my god, hôm nay đè mở ba quả trứng liên tục luôn cả nhà ơi. Ras Dragon. Wow, bây giờ là tới con cấp E. Hôm nay là được ba quả trứng luôn ấy. Được 100 điểm nữa. Rồi, vị trí này thì anh em chúng ta đang có một cái phần thưởng mới các bạn ơi. Đây, mình sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Sự kiện hoàn toàn mới, và sự kiện này còn tầm khoảng 13 ngày nha. 13 ngày và 18 tiếng đồng hồ là nó sẽ hết. Cho nên là anh em tranh thủ bế nha. Wow, đây rồi các bạn ơi. À, nhân vật này nè, Ma Cà Rồng. Heroic Ma Cà Rồng nha mọi người. Voodoo. Ôi cha, nhìn con này là mình thấy mê rồi. Thấy thôi là kết rồi. Rồi bé này thì hiện tại đang nằm trong sự kiện luôn. Anh em nào mà muốn bế thì chúng ta phải mua ha các bạn. Đang sale off gọi là 33% à, và tầm khoảng 6 ngày. Sale off này là 6 ngày nha. Đó. Rồi ở đây thì chúng ta sẽ rờ nhẹ. Rồi qua cửa luôn. Wow, cho các bạn xem đây. Thành viên này thì anh em chúng ta sẽ nâng lên được mấy sao nhỉ? Chỗ này ha, được 100. Ui, lướt một bậc nữa được tới 25 viên luôn. Ôi chà, cái này là cái gì đây? À, Black Fish Day. À, ok. Rồi, chỗ này thì 10, 10, 25. Ôi, phần thưởng này lần này hơi bị ngon các bạn. Chúng ta lên tới 50 viên game luôn. Ở đây thì nên chúng ta sẽ nhận được cái gì đây? Một con ha. Hên thì sẽ ra thêm một con nữa. Còn cái vị trí này là chắc chắn là anh em mình sẽ bế được một con này nha cả nhà. Ôi, cái này có bộ thú vị đây. 50 viên. Cái này là bao nhiêu ta? 2,5 triệu. Trời ơi, 2,5 triệu thức ăn các bạn ơi. Trời ơi, thành phần này là một cái thành phần khá là VIP luôn. Ngon lành cành đào. Mystic Card 500 điểm. Chỗ này là 2,5 triệu. 106. Rồi rồi rồi, ở đây là phần thưởng rất là ngon luôn á mọi người ơi. Đây là Orbit. Ok. Rồi, anh em nào thích thì có thể nạp tiền vào bế cái thành viên này về nha. Mình thấy phần thưởng này cũng khá là ngon. Rồi, bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau đến với đang có cái sự kiện nha cả nhà. Wow, Mystic Card hàng vô cùng VIP. Đây rồi. Giờ thì mình xào trong khu vực Arena còn phải win một trận nha. Wow, và đây các bạn ơi, anh em chúng ta sẽ đến với cái khu vực này để đại chiến nha. Let's go. Ở khu vực này thì anh em chúng ta đòi phải win nha các bạn. Không đùa được đâu. Chỗ này thì chúng ta sẽ phải phá giáp của tên bạn trước nè. Gặp ngay cái con gọi là Titan mà nó còn level 70 nữa. Đúng chua luôn. Wow, nhưng mà anh em mình cũng không phải dạng vừa hen. Lần này thì chúng ta sẽ nhờ đến sức mạnh đến từ kinh công đi. Đây, tuyệt chiêu mặt trăng. 101.000 và ôi 145 luôn. Lượng sát thương đến từ tên bạn gây ra quá chua.
Rồi, vị trí này thì mình sẽ mang tiếp cái thành viên gọi là rồng bốn đầu đi ha. Đây, tới công chuyện luôn. Rồi, pha này thì chúng ta sẽ bế nhẹ thành viên tem bạn bằng thuyền trưởng đẹp trai đi. Canon Span 181 luôn các bạn. Ồ, đam rất là to luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt xe nhẹ với thành viên Willans ha. Level của tem bạn tầm khoảng 50 thôi. À, nhân vật này của mình là có thêm một cái chiêu rất là đặc biệt, đó chính là khả năng thêm một lượt đánh nha, nếu như mà hên ấy, còn nếu như mà xui xui thì thôi ha. Cái này thì chúng ta sẽ open một cái chiếc rương may mắn của mình ra. Đây. Wow, được 6 orbit ha mọi người. 50 và đây là 50. Rồi, ở đây hình như là mình đã xong nhiệm vụ rồi nè cả nhà. Tới công chuyện luôn, khu vực này 40.000 thức ăn, đi thu hoạch thôi các bạn ơi. Rồi, xong ha, sau khi mà thu hoạch xong thì anh em chúng ta sẽ đi mua lại nha mọi người. Chứ làm biến là đói đó. Rồi, vị trí này chúng ta sẽ đến với khu vực list. Và anh em mình cần phải win 4 trận. Và thành viên ngày hôm nay mình muốn cho các bạn xem một anh đại trong làng gọi là Dragon. Đây, một nhân vật vô cùng đẳng cấp, một thành viên mà bao nhiêu người ao ước. Đó, thành viên rất tuyệt vời các bạn. Sở skin gọi là siêu to khổng lồ. Wow. Bây giờ thì cho các bạn thấy sức mạnh của cái thành viên vô cùng bá đạo này luôn nha. Level của bạn này hiện tại là 55. Tới công chuyện luôn anh em ơi. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ nói sơ thử tem bạn coi ha. Mình sẽ bế nhẹ thành viên tem. Ui chá, cái chiêu này anh em chúng ta đang được tăng sát thương rồi cả nhà ơi. 30.000 full cây. Đẩy một phát thôi là lượng máu trở về vị trí này. Rồi, và thành viên này thì như thế nào đây? Chúng ta sẽ có... Wow! Tiệt chiêu mặt trăng của chú ấy lên tới 2.700 các bạn ơi. Ôi, còn tiệt chiêu hút máu của chú ấy thì tầm khoảng 2.000. Rồi, thử chiêu coi nè. Wow! Ôi, quá ghê các bạn ơi, mình còn thêm được một lượt đánh nữa. Chơi vậy thì ai chơi lại? Rồi, 49 các bạn à. Và bây giờ thì nên chúng ta xài lại cái chiêu hút máu thử xem coi đam bao nhiêu nha. Rồi, chiêu hút máu thì vẫn như những con ma cà rồng bình thường. Ở đây thì chúng ta sẽ có cái tuyệt chiêu đặc biệt, đó chính là cái chiêu số 2 nha mọi người. Nó sẽ mang lại thêm một lượt đánh nữa cho anh em mình. Đó. Rồi, tới công chuyện luôn. Victory. Vậy tính ra anh em mình mang cái thành viên này ra là làm mưa làm gió luôn rồi cả nhà ơi. Đây, đội hình tiếp theo. Và các bạn ơi, anh em nào mà chưa có đăng ký kênh thì các bạn bấm vào cái nút subscribe ủng hộ cho 2NT nha. Đây, nhớ đăng ký và mở thông báo hình cái chuông lên nha mọi người. Và bạn nào mà xem trên điện thoại á, thì anh em chú ý cho mình nha. Các bạn kéo nhẹ xuống dưới video một chút xíu. Và các bạn hãy nhìn vào cái góc bên đây. Ra cái khung này các bạn nhìn góc tay phải nha, nó sẽ có cái nút đăng ký màu đỏ đỏ chỗ này. Đó, anh em bấm vào nó sẽ ra cái màu đen thui nha. Rồi, và anh em bấm thêm cái chuông nữa để hắn tin ra video thì mọi người sẽ nhận được thông báo ha. Thì có rất là nhiều bạn luôn các bạn ơi, xem video của mình nhưng mà không biết chịu đăng ký kênh. Đó, để nhiều bạn comment hỏi là anh ơi sao anh làm YouTube lâu rồi mà cái số lượng người đăng ký ít thế. Đơn giản thôi, vì nhiều bạn xem lắm các bạn. Nhiều bạn mà anh em kiểm tra lại á, coi coi nó có bị rớt subscribe hay không ấy. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng cái chiêu đặc biệt này nha mọi người. Thành viên này tới 4 ngôi sao lận. Tới công chuyện luôn, tỷ lệ làm... Ôi trời, tắt thở. Vậy cái chiêu này là random rồi các bạn. Khoan, cái chiêu này nó lên tới 2007. Đây, you the fish sinful. Chiêu này có thể là cái chiêu của Sinful hoặc là chiêu của cái nhân vật đó chính là Macaron Gons. Hoặc là chiêu của các bạn Rise, cái con đầu tiên, con Macaron đầu tiên ấy. Mình nhớ không lầm là con Sinful với cái con Gons này. Rồi, hiểu luôn. Chiêu này là chiêu random các bạn ơi. Nó không phải là một cái chiêu cố định. Chù lè luôn. Oh my god. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta nguy hiểm chết sâu. Hút máu lên cái coi nè. Ôi, mọi chuyện đều được giải quyết sau khi mà cái lượng máu mình tăng lên nha. Tới công chuyện luôn. 108k mọi người à.
Wow, bây giờ đến với cái hiệp cuối cùng đây. Ở đây chúng ta đến với cái hiệp này là cái hiệp thứ ba ha. Ở khu vực này anh em mình đánh không có được nhiều. Rồi lần này thì mình sẽ mang cái thành viên ma cà rồng là anh em sẽ bắt xe thử cái chiêu mình sẽ xài cái chiêu mặt trời đi ha. Đó, bị mất máu rồi mình bắt đầu mình xài thử cái chiêu đặc biệt này xem. Chiêu này là sự kết hợp giữa 1, 2, 3. Nếu như mà hên nó thì coi nó ra chiêu nào thì nó ra. Wow, 112k. Rồi, hiểu luôn. Một cái. Rồi bây giờ thì anh em chúng ta sẽ cho mấy cái bé này ra chiến đấu đi ha. Đây. Lụm nhẹ cái. Rồi. Ôi ôi, đam gì mà to vậy. Đam đúng gắt luôn cả nhà ơi. Rồi con này thì anh em chúng ta xài cái chiêu hút máu đi. Cái lượng máu mình bị tuột dữ quá. Rồi tới công chuyện luôn. Lắm. Bây giờ thì anh em chúng ta sẽ đến với cái thành viên thứ 3 của tem bạn. Đây rồi, xài chiêu đặc biệt nữa nha. Chiêu này là chiêu mặt trăng. Wow, đây là cái chiêu của cái con ma cà rồng. Đó chính là Gons các bạn. Cái con ma cà rồng Gons của mình là cái chiêu này là cái chiêu búp máu ấy. Đó, vậy là cái chiêu. Giờ thì cuối cùng anh em chúng ta đã hiểu ha. Nhân vật Heroic, Heroic ma cà rồng. Chiêu thức nó là như vậy. Rồi, chỗ này thì anh em chúng ta có được cái gì nào? Wow. Ra nhiệm vụ thì anh em mình làm không được rồi. Nó bắt quýnh tới 4 trận mà anh em chúng ta quýnh chỉ được có 3 trận thôi. Và bạn nào mà chưa biết cách làm nhiệm vụ này thì vào trang web của mình nha, hantachannel.com. Link mình để bên dưới phần mô tả video ấy. Chúng ta có chia sẻ cách làm hết trơn rồi. Rồi, chỗ này thì chúng ta... Wow. Rồi, nhẹ thêm một cái nữa nè. Có một đường đứng lên nha cả nhà. Đó. Ok. Wow, anh em mình mở được một cái chiếc rương may mắn nữa nè. Hên thì mình sẽ được một con Titan. Còn không hên thì được cũng tầm khoảng 200 mấy ngàn thức ăn. Nói chung là cái này rương này nó ngon ấy các bạn. Đó. Wow, anh em mình lên level 3 ha. Và các bạn ơi, ở đây sẽ có 3 tập tiếp theo nha. Anh em thích xem tập nào thì xem thêm một tập nữa, ủng hộ HNT với nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở tập sau nè.